Augustino Nguyễn Văn Mới, nông dân 1806-1839. Thánh Augustino Nguyễn Văn Mới sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, cũng gọi là làng Kẻ Bái thuộc tỉnh Thái Bình trong một gia đình lương dân làm nghề nông nhưng rất nghèo. Tới tuổi khôn lớn, anh theo bạn bè đến làng Đức Trai xứ Kẻ Mốt thuộc tỉnh Bắc Ninh làm thuê làm mướn cho các điền chủ Tại đây anh có dịp giao tiếp thân quen với một số gia đình công giáo. Anh thấy những người công giáo vui vẻ lại hay thương giúp những người nghèo khó thì anh quý mến và xin học đạo để được trở thành người công giáo. Anh được bà con làng đức trai giúp đỡ học giáo lý rồi dẫn tới xin cha xứ là cha Phaero Nguyễn Văn Tự rửa tội và đặt tên thánh cho anh là Augustino, lúc ấy anh đã 31 tuổi. Bà con lối xóm rất quý mến anh vì anh tuy là tân tòng nhưng lại rất sốt sáng sống đạo nghiêm chỉnh anh siêng năng lần hạt mân côi và có lòng yêu mến tôn sùng đức mẹ. Dù phải làm ăn vất vả mệt nhọc tới khuya nhưng không bao giờ anh bỏ đọc kinh sáng tối. Tính tình anh vui vẻ hiền lành, chất phác chăm chỉ làm ăn. Những người ở gần anh đều thương mến anh vì anh chẳng làm mất lòng ai bao giờ. Sau một thời gian anh kết hôn với một thiếu nữ công giáo hiền lành của làng Đức trai. Mấy năm trước anh được cha Phêrô tự làm phép rửa tội cho anh nay lại được ngài làm phép cưới cho anh thật là hạnh phúc anh chăm lo xây dựng một gia đình đạo hạnh vợ chồng chăm chỉ làm ăn sống đời sống đạo tốt lo lắng cho vợ con gia đình êm ấm hạnh phúc đó là giấc mơ nhỏ bé và khiêm tốn của anh nhưng ở đời nhiều chuyện xảy đến không ai lường được khi có lệnh vua minh mạng cấm đạo và treo giải thưởng cho những người tố cáo các đạo trưởng thì nhiều người đi thăm dò nơi trốn của các đấng rồi đi tố cáo để lãnh phần thưởng tại làng đức trai cũng có những người theo dõi và đi tố cáo là trong làng đức trai có đạo trưởng chú ẩn được tin mật báo quan liền đem quân lính về vây kín làng rồi cho đi lục soát tìm kiếm các đạo trưởng trước hết họ chỉ bắt được cha Phê rô nguyễn văn tự đang ẩn trú tại kẻ mốt thuộc làng đức trai sau khi bắt được cha phi rô tự quan ra lệnh tất cả mọi người trong làng phải ra tập trung tại đình làng để kiểm danh quan truyền lệnh cho những người theo đạo gia tô đứng riêng ra một bên rồi quan truyền lệnh từng người phải bước qua thập giá một số người khiếp sợ quá bỏ trốn một số người khác thì vì run sợ đã bước qua chứng tỏ mình đã bỏ đạo riêng anh augustino nguyễn văn mối cương quyết không chịu bước qua thập giá quan mới hỏi anh mày có biết cụ đạo nào không anh đáp bẩm quan lớn tôi biết quan hỏi ông cụ đạo nào anh mới nói bẩm quan lớn tôi biết cụ tự mà quan đã bắt ngài đây quan lại hỏi mày có theo đạo gia tô không anh mới đáp bẩm quan lớn tôi theo đạo gia tô tôn thờ thiên chúa quan nói ai đã dạy mày theo đạo gia tô anh mới liền chỉ cha tự và nói cha là người đã dạy đạo và rửa tội cho tôi sau đó quan ra lệnh anh phải bước qua thập giá và bỏ đạo nhưng anh cương quyết nhất định không bước qua và cũng không bỏ đạo quan cho anh là người bướng bỉnh ngoan cố nên truyền lệnh đóng gông xiềng xích tay chân để giải về phủ ngày hôm đó cùng bị bắt và cũng bị giải về phủ gồm có cha phêrô tự thầy francisco xavier mậu thầy đa minh quý, ông toma đệ ông stefano vinh và anh augustino mới nhờ ơn chúa thương tất cả các vị này đều phúc tử đạo và đã được đức giáo hoàng gioan phaolô đệ nhị tôn phong lên hàng hiển thánh tử đạo việt nam tin cha phê rô nguyễn văn tự đã bị bắt cùng với năm người gia tô hữu khác về tới kinh đô vua minh mạng liền hạ lệnh phải làm khổ tối đa để bắt tất cả những người này phải bỏ đạo nhận được lệnh vua như thế các quan bày ra đủ mọi hình khổ nào là bày ra ghê sợ như kìm kẹp nung với than hồng nào là đòn vọt xé thịt nát ra các ngài không hề lay chuyển lòng tin sắt đá và lòng tin tưởng cậy trông vào lòng nhân hậu từ bi yêu thương của chúa anh mới và các bạn bị giam tù và bị đầy đọa từ ngày 30 tháng 6 năm 1838 cho tới ngày 27 tháng 7 mới có sớ tâu xin vua xử tử các ngài. Trong sớ tâu vua, các quan muốn ghép các ngài vào tội tin theo phù thủy, đứng đầu là cha tự phải trảm quyết, còn những người khác bị phạt 100 trượng và bị khổ sai biệt xứ 3.000 dặm. Trong số các quan xin trảm quyết cho phê Đô tự và ông Du Xe Hoàng Lương Cảnh vì các quan tưởng ông Cảnh cũng là đạo trưởng. Đọc sớ vua Minh Mạng thấy ghép tội như thế không được. Vua truyền lệnh phải khuyên dụ các ngài bỏ đạo, nếu không thì phải xử giáo. Có lần quan cho gọi tất cả năm người ra tra khảo lần lượt từng người quan tra vấn. Đến lượt quan hỏi anh mới, mày có muốn trở về với vợ con không? Nếu muốn thì mày hãy bước qua thập giá thì ta cho về anh mới nói bẩm quan lớn tôi muốn trở về với vợ con nhưng tôi đã quyết định thờ một chúa ngài là đấng dựng nên trời đất muôn vật ngài là chúa của muôn vật tôi thả chết chứ không thể chối bỏ ngài quan có thể giết tôi như bao nhiêu người khác tôi sẵn lòng chịu chết chứ tôi không thể chối bỏ chúa tôi quan cho lính kéo anh augustino mới qua thập giá bằng cách dùng roi đánh vào ống chân nhưng anh kêu lên lạy chúa con xin phó linh hồn con trong tay chúa Quan bực tức nói rằng «Không thể tha cho chúng nó được. Ta muốn tha mà chúng nó điên rồ ngoan cố không làm theo ý ta. Thôi tống giam chúng nó vào ngục». Trong ngục, anh mới đã cùng với các bạn xin gia nhập dòng Ba Đa Minh và đã khuyên được 14 tù nhân theo đạo. Trong số đó có 4 người đã chết trong tù. Ngày 18 tháng 12 năm 1839, Chiếu chỉ vua gửi về truyền sử giảo anh mới và 4 người bạn. Bản án được ghi như sau những tên gian ác theo đạo Gia Tô sau khi đã khuyên bảo nhiều lần, phạt hai ba lần nhưng chúng nó vẫn không bước lên thập giá, do đó chúng phải bị xử giáo. Tất cả các ngài bị điệu tới pháp trường gần làng cổ mễ, lý hình tháo gông và xiềng xích, rồi đội lý hình buộc dây thừng vào cổ các ngài, trói chân tay vào cọc, đợi hiệu lệnh thì đội lý hình cầm hai đầu dây kéo thật mạnh cho tới khi tội nhân chảy phun máu mũi máu miệng ra và tắt thở sau đó thì lý hình đốt các đầu ngón chân để biết chắc là tội nhân đã chết thật các tín hữu xô nhau chạy tới thấm máu lấy dây thừng quần áo gông và xiềng xích của các ngài đồng thời xin nhận xác rước về an táng tại nhà thờ kẻ mốt Thánh Augustino Nguyễn Văn Mới thì an táng tại nhà thờ họ Phượng Mao thuộc Bắc Ninh. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn anh Augustino Nguyễn Văn Mới lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng John Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.